đầy khắp phố. Nay sao chẳng thấy em gửi lòng tôi nhung nhớ một thoáng. Em qua ngày ấy đã phai. Giờ hôm nay tới dẫn tới nhà Phú Cường. Lần này thì mẹ của Phú Cường đã mất rồi. Lần trước Phú Tấn Dũng tới thì cũng còn cũng mạnh lắm. Giờ đã mất. Phú Cường hát hai câu dòng cổ trong bài Mưa Biển. Lâu lắm rồi mới trở lại kiên giang, tâm rạch giá quê em trong những ngày mưa biển. Hạt mưa rơi gợi lòng tôi sao xin nhớ chẳng bước trong mơ. Tóc đơn dài theo gió hoàng tư, tôi đứng ngắm đồng sao thân tư khi đêm trăng. Yeah.
đổ cao về tâm đập nhau. Bây giờ hai anh em mình hát một bài tân cổ. Bây giờ anh chọn bài gì đây anh Dũng? Tân cổ song ca thì anh Dũng chỉ thuộc được cái bài Lan và Điệp thôi em. Cho nên là hai anh em mình sẽ hát bài Lan và Điệp ha. Tác giả là Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh. Xin mời anh Cường đàn vừa tăng nhạc và tân cổ để Tiến Dũng và Thanh Huệ sẽ hát giao lưu tặng cho quý bà con. Lâu ngày gặp lại thì anh em mình chỉ có nhiêu thôi, chỉ văn nghệ rồi hát cho nó giống như là cho cái tinh thần của mình nó được vui vẻ. Cũng mong quý vị có gì lượng tình bỏ qua cho các anh em cây nhà lá vườn nhé vị. Rồi xin mời anh Cường. Lâu tuổi còn thơ
cái độ đàn nhất không thể nào có chút tình của Lan Lan ơi. Hãy subscribe.
Tại vì lâu lâu thì anh em mình gặp nhau giao lưu cũng vui em ha. Anh Dũng có cảm ơn Thanh Huệ đã dành chút thời gian đến đây để thăm anh Cường cũng như là giao lưu cùng với anh Dũng và anh Cường cũng như là quý bà con cô bác kênh YouTube Tiết Dũng Cầm Những Ái. Thì anh Dũng cũng xin kính chúc cho Thanh Huệ luôn luôn vui khỏe, trẻ đẹp và giọng hát càng ngày càng hay và được khán giả yêu mến và đắc xô. Quý vị nào có nhu cầu cũng như là anh Cường và Thanh Kim Huệ phục vụ văn nghệ thì chúng ta sẽ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của Thanh Kim Huệ là số mấy, nói cho bà con biết luôn. Dạ, số điện thoại của em là 0977 45 50 60. Số điện thoại của anh Cường. Dạ, số điện thoại của Phú Cường thì là 0374 284 294. Vâng, Tiến Dũng xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn sức khỏe và hẹn lại quý vị vào những video tiếp theo của YouTube Tiến Dũng Chỉ Cầu Những Ái và Thanh Kim Huệ và anh Cường nhé quý vị. Xin kính chào tạm biệt.